Trong tình hình mức lương cơ sở tăng lên 1 triệu 800.000 đồng từ tháng 7 năm 2023 và dự kiến sẽ cải cách chính sách tiền lương vào tháng 7 năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm bảo đảm hỗ trợ hiệu quả một phần nhu cầu cần thiết của đối tượng bảo trợ xã hội. Đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ đề xuất này. Nhiều người thuộc đối tượng bảo trợ mong muốn chế độ chính sách điều chỉnh kịp thời, góp phần hỗ trợ ổn định đời sống. Đề cập vấn đề này, một vấn đề bạn đọc quan tâm trên báo Hà Nội Mới sáng nay có đăng bài nâng mức hưởng chính sách trợ cấp, ổn định đời sống cho đối tượng bảo trợ.